Xin kính chào các quý vị nhà đầu tư của AZFIN Việt Nam. Ngân hàng là một trong những ngành là xương sống của nền kinh tế. Và ngân hàng cũng là một trong những ngành phát triển không giới hạn. Khi kinh tế còn tăng trưởng thì ngân hàng sẽ còn tăng trưởng gấp 2, thậm chí 2,5 lần so với tăng trưởng kinh tế. Và ở Việt Nam là một nước đang phát triển rất mạnh. Chính vì thế ngành ngân hàng sẽ là ngành rất hấp dẫn trong việc đầu tư trong chu kỳ mới từ năm 2021 đến năm 2025. Định giá PB thì rẻ hơn, PE cũng rẻ hơn, chất lượng sinh lời thì lại cao hơn, tăng trưởng thì lại mạnh hơn. Chính vì thế chúng tôi cho rằng đây là một ngành không thể bỏ qua trong cái chu kỳ tới. Chính vì thế AZFIN Việt Nam đưa ra cái bộ phân tích về 5 cổ phiếu ngân hàng tốt nhất cho đầu tư dài hạn. Tôi sẽ đi vào phân tích xếp hạng 8 ngân hàng hàng đầu Việt Nam để chúng ta có thể lựa chọn ra top 5 ngân hàng tập trung đầu tư cho chu kỳ mới.